con gì là anh đi coi con này con nằm coi xem. Rồi nằm xuống rồi xoay cái hướng nào mà bị gì nhất á, rồi nằm xuống. Bị nó sẽ có một cái chỗ xoay. Mẹ à, chứ em đi về hướng bắc thì nó không xây, mà về hướng đông thì nó xây. Rồi giờ hướng xây đi, hướng đông đi. Hướng đông, hướng đông. Hướng đông này, hướng bắc nè. Hướng đông, hướng này nè. Đông là hướng xuống nào. Ờ, đúng rồi, quay đường lại. Hướng nào mà chị bị xây á? Nè, nó bị xây á. Mà thực ra bị xây là nằm hướng này cũng bị. Dạ. Còn cái nằm đi. Nằm mà nằm này kiếm thì nó chấm mẹ. Rồi bị chưa? Bị chưa? Bị chưa? Nó quay cái mẹ cứ nát lên mà nó không có bình thường thì là mình nhìn theo cái hướng 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 bắc. Rồi mà bị chưa? Bị chưa, nếu mà chưa thì đổi hướng. Hướng thì nó hơi sừng cái nào vậy chứ nó không có cái xa như. Vậy là qua hướng này thì có đứa sừng nữa. Về theo cái ý. Sừng cho nó sừng nhất. Không, đem hướng này là không có. Không có, hướng này bị em. Ok, về đứng về đi. Mình vô máy từ dưới tay lên đầu rồi mọi người thấy được phải không? Dạ. Rồi, mọi người nhìn đi nha. Hồi trước giờ mình có bị viêm, chị có bị viêm tay không? Dạ, không có. Bị viêm tay nào? Nó ngọt, không, không, viêm á, bị viêm. Viêm tay giữa. Viêm tay hoặc là đi bác sĩ là không có. Không có bị, bây giờ cái đôi tay là bị buồn nhiều nhất. Rồi mình nói nhiều nhất phải không? Rồi, bây giờ dành áo xuống chút xíu đi. Rồi đứng dậy đi, đứng dậy. Rồi chẳng bỏ luôn áo thì trời ơi, mặt đi, nghỉ dưới vậy. Rồi, ok. Rồi mọi người, mình học bơm áo từ dưới lên hết nha. Rồi, bây giờ tôi để cho mọi người nhìn này nha. Đó là vì mạch máu á, từ tim á, là đưa ra đây. Rồi mượn cái bóng, lấy cái bóng lên. Đây. Thì cái mạch máu á, từ ở tim á là nó đưa ra tay và lên đầu. Thành ra là khi mà mình muốn chữa này á, thì phải làm sao cho máu nó dồn lên hết trên đầu. Mà muốn dồn hết trên đầu á, thì cái điều quan trọng là mình làm gì? Kẹp cái bóng này chặn mạch máu là chỉ dựng cái băng lên nha. Rồi. Và khi chặn này xong á thì máu á, từ tim á mà đi ra đây nó sẽ bị chặn ở đây, nó sẽ đi ngược lên đầu. Bây giờ ta chặn cái đầu này cho máu nó dồn lên xuống. Được chưa? Rồi khi dồn xuống á thì ta lấy cái tay, mọi người nhìn cái ngón cái tôi để cặp theo cái bờ của cái xương hàm ha. Đây nhìn đây nha nè, rồi tôi đặt đây ha. Thì tôi nắm gọn này nè. Thì tôi gọn đây là gọn trước tôi chuẩn. Và tôi đẩy nó nhẹ nè. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sau khi làm xong á, thì tôi đặt cái ngón tay ngay giữa. Đây là cước đồ chuẩn. Đây là cái xương hàm. Thì tôi đặt cái điểm giữa, tôi sờ cái mạch máu đó. Thì cái mạch máu này là động mạch cảnh. Và ta chờ thấy mạch máu rồi thì ta đẩy lên. Nhớ là để trên cái thành động mạch thôi, đừng có ấn sâu quá. Và ta đẩy như vậy là chừng 2-3 cái. Khi đẩy xong rồi á, thì bắt đầu ta lấy cái tay á, ta vê. Ta vê ngón. Thì thường thường á, là những người này á, là bị thiếu máu ở trên đây á, là cái tay lạnh ngắt nè. Chị này cái lỗ tay lạnh ngắt nè. Thì máu lên cũng được. Thì chúng ta sẽ vê. Vê ấm cho cái tay lên. Và khi vê cái vành xong rồi thì ta vê cái bên trong, nghe nóng không? Nghe nóng chưa? Nghe nóng ha. Thì khi vê xong á thì cái tay á thì ta nghe nóng trong đây. Rồi sau đó ta dùng năm ngón tay ta vào cái lỗ tai này. Ha. Thì vào lỗ tai thì xong rồi đó. Rồi chúng ta là thấy cái tay đỏ lên hết chưa? Đó. Đó, ta chặn cái tay lên đi, ta vào cái này ha. Hồi nãy tôi nói rồi, bây giờ mọi người sẽ dùng ngón cái, ngón trỏ nè. Chúng ta nắm cái tay nè, thấy chưa? Nắm vô chắc và ta để vô cái điểm á, phải có này, có cái điểm tựa vô đây, ta nại lên cái nè, thấy không? Rồi ta để đây ta nại lên cái nè, thấy chưa? Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Thì máu bây giờ nó vô đây đầy rồi, đừng có gồng cái đầu, để mềm đầu. Rồi đút cái ngón trỏ lên đây nè, nè, đút sâu vào và ta nắm đây ta kéo ra, nè. Còn ngón cái á, ta cũng đút vào bên trong này và ta nại ra cái. Nhớ là cắt móng tay được cho nó gọn, không có được để móng tay đều dài mà làm ta là chảy máu á. Rồi bây giờ là lấy cái này để qua đây. Rồi, chặn lại tiếp, lấy cái tay dịnh lại tiếp. Rồi, mọi người nhìn đây nha. Ha. Tôi bơm máu tiếp. Hồi nãy mình chữa cái bên cái mà yếu không có bị, bây giờ tôi chưa bị. Này nhìn này, ngón cái tôi đặt thấy chưa? Rồi, tôi để lên. Rồi, 20 cái, 30 cái vậy đó. Rồi, bắt đầu tôi lấy cái tay, ngón cái tôi đặt vô cái cước đường chủng. Thì á, đặc biệt cái cước đường chủng cô này á, là bị
bị muốn tắt rồi. Ừ. Hồi nãy bên kia là ở cái động mạch cảnh ở bên đây là nó muốn tắt rồi. Nó cũng như là bên kia là 10 phần thì bên đây còn có 5 phần à. Ha, thì lúc sau này là phải chườm nóng dùng gan và phải chườm luôn cả cái động mạch cảnh này. Được chưa? Bây giờ tôi đẩy lên. Và tôi đẩy cái máu lên xong rồi á là tôi tiếp tục vê cái bàn tay. Ha. Và mọi người thấy á, là khi ta làm cái này xong á thì một cái điều chắc chắn á, là chị này chị hết cái rối loạn liền, hết rối loạn tuyệt đỉnh liền, máu lên đầy đủ là không còn bị nữa, và chỉ có nằm xuống nằm lên không còn bị cái cảm giác nữa. Nhưng mà chúng ta học cái cách để chúng ta tác động, nhưng mà chút xíu ta phải học cái cách tự chúng ta tác động ha, để chúng ta làm. Nóng chưa? Nóng rồi ha. Rồi bây giờ tôi vào mọi người nhìn xem nha. Rồi, xong rồi, tôi dùng cái ngón cái và ngón trỏ, thấy chưa? Tôi bẻ xuống nè, thấy không? Tôi bóc lên nè, thấy chưa? Rồi, bây giờ tôi dùng ngón trỏ đút vô sâu vô nè, tôi nắm kéo ra nè. Rồi, dùng ngón cái đút sâu vô nè, lại ra ngoài nè. Ok chưa? Dễ nhàng vậy thôi, thấy không? Rồi, bây giờ cảm giác sao nó nghe coi. Bây giờ sao rồi? Hả? Ta được gấp nha. Ủa đi, bây giờ nằm xuống lại. Nằm xuống lại. Xuống lại cho còn quay nữa. Rồi. Ngồi chưa? Dạ, dạ. Rồi bây giờ sao rồi? Giờ nằm xuống rồi nó hết. Đỡ rồi, đỡ rồi, chắc mày hơn hồi nãy. Cảm ơn chị đi. Thôi bây giờ thôi. Rồi bây giờ 2-1 làm thực hành cho nhau. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.